Trung Quốc phát hiện format lâu đời nhất thế giới được chôn cùng xác ướp. Mới đây, các nhà khoa học Trung Quốc đã phát hiện ra loại format được chôn cùng với xác ướp có niên đại khoảng 3.500 năm ở lưu vực Tarim cực Tây Trung Quốc. Được biết, nghiên cứu này được công bố bởi các nhà khoa học từ Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc, Đại học Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc, Bệnh viện số 3 Đại học Bắc Kinh, Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học Tân Cương và Đại học Tân Cương. Sau quá trình nghiên cứu, Họ đã tìm thấy DNA của dê và vi khuẩn lên men từ các mẫu sữa thời đại đồ đồng nằm giải rác quanh cổ xác ướp trong quan tài tại nghĩa trang Xiaohi thuộc khu tự trị Tân Cương. Format được phát hiện là loại format kefir. Đây là một trong những phần quan trọng của nền văn hóa Xiaohi và sau đó được phát triển lan rộng hơn nữa vào vùng Đông Á nội địa. Kefir là một loại đồ uống lên men được làm từ sữa và hạt kefir có độ đặc loãng hơn đồ uống sữa chua. Sau đó người ta sẽ làm ráo nước để thu về một loại phô mai mềm. Các nhà khoa học còn cho biết thêm. Format kefir được tìm thấy trên đầu và cổ của xác ướp ở lưu vực Tarim Trung Quốc. Ông Phu, một trong những thành viên của nhóm nghiên cứu chia sẻ, "Việc nghiên cứu các sản phẩm từ sữa đã giúp nhóm ông có được bức tranh rõ nét hơn về cuộc sống con người từ thời cổ đại và sự tương tác của họ với thế giới." Bị phạt vì không đội mũ bảo hiểm khi lái xe dù đi xe ô tô. Anh Gaurav Kumar sống ở Patna Bihar đã rất ngạc nhiên khi nhận được thông báo từ cảnh sát giao thông rằng anh đã bị phạt nguội vì lỗi không đội mũ bảo hiểm trong khi lái xe điều đáng chú ý ở thông báo này khiến anh kuma rất bối rối lỗi phạt không đội mũ bảo hiểm xảy ra khi anh đang lái một chiếc xe ô tô và ngay cả khi có quy định tài xế ô tô cũng phải đội mũ thì cũng không có cơ sở nào để phạt bởi anh đã cho xe nằm nhà cả tuần để giải quyết khuất mắt kuma đã đọc kỹ thông báo phạt nguội và nhận thấy một sai sót nghiêm trọng đó là hình ảnh đi kèm lại cho thấy hai người đang đi xe máy ngay bên cạnh xe của anh không đội mũ bảo hiểm nhận ra đây có thể chính là nguyên nhân dẫn đến thông báo nhầm lẫn Kuma ngay lập tức khiếu nại để cơ quan chức năng rút lại thông báo phạt nguội. Phạt tài xế ô tô không đội mũ bảo hiểm có thể là một thông tin hài hước, song ngạc nhiên là những trường hợp như vậy xuất hiện nhiều ở Ấn Độ. Tìm thấy thanh kiếm đồng 3.000 năm có dấu ấn Pharaoh Ai Cập Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy một thanh kiếm đồng hơn 3.000 năm nhưng vẫn sáng loáng và có biểu tượng của Pharaoh Ramses 2 tại Ai Cập. Vị trí tìm thấy thanh kiếm được xác định là tại vùng đồng bằng sông Nin ở Ai Cập, dù có niên đại lâu đời nhưng thanh kiếm vẫn sáng loáng sau khi được làm sạch. Trên thanh kiếm có khắc hình vỏ đạn, biểu tượng được các pharaoh sử dụng và chữ tượng hình tên của vua Ramses II, vị vua trị vì tại Ai Cập từ năm 1279, 1213 trước công nguyên. Ngoài ra, thanh kiếm được tìm thấy cùng nhiều cổ vật khác tại khu khảo cổ theo An Abkan gần bờ biển Tây Bắc Ai Cập, nơi có thể đã bị lực lượng đối địch của Ai Cập xâm nhập. Tại đây các nhà khảo cổ còn tìm thấy hai khối đá vôi được chạm trổ, có khắc chữ tượng hình nhắc đến vua Ramset 2 và một quan chức tên Bay. Nhật Bản dùng vỏ sò so làm quần áo vest, mỹ phẩm, đồ nội thất. Mới đây Nhật Bản vừa thu hút sự chú ý của truyền thông ở khắp nơi trên thế giới, khi dùng vỏ sò so điệp, vỏ hàu cũng như vỏ của một số loài nhuyễn thể khác để làm nguyên liệu chính sản xuất quần áo, mỹ phẩm và đồ nội thất. Được biết, Nhật Bản là nước nuôi và sản xuất các sản phẩm từ những loại hải sản có vỏ như sò so điệp và hàu hàng đầu thế giới trong đó khối lượng vỏ chiếm đến một nửa trọng lượng của sò điệp và chiếm 80% trọng lượng hàu. Vì vậy, để tránh lãng phí cũng như bảo vệ môi trường, không ít nhà sản xuất quần áo, mỹ phẩm, đồ nội thất đã đưa vỏ sò, vỏ hàu vào các sản phẩm của mình. Nhà sản xuất quần áo Aozama Chết Đinh vừa cho ra mắt bộ sưu tập vest nữ có chứa vật liệu làm từ vỏ hàu với tên gọi Sigun. Đáng chú ý những bộ vest làm từ vỏ hàu lại có giá thành rẻ hơn so với các sản phẩm khác của hãng mỗi chiếc áo vest có giá trị chưa đến 21.000 yên tương đương 146 đô la, trong khi mỗi chiếc quần tay đã có giá 9.900 yên gần 69 đô la. Người phụ trách kế hoạch phát triển sản phẩm tại Aozama Trading Seiya Takai chia sẻ, công ty hy vọng những bộ quần áo này sẽ thu hút được thế hệ trẻ có ý thức bảo vệ môi trường nhiều hơn. Ngoài làm quần áo, một số công ty mỹ phẩm tại Nhật Bản còn ứng dụng vỏ sò trong sản xuất các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp thiên nhiên. Cũng theo nhà máy chế biến sò điệp này, Sơn móng tay từ vỏ sò so điệp ít gây hại cho móng tay hơn và lớp sơn cũng có thể được rửa sạch chỉ bằng nước ấm. Phi hành gia khuyết tật đầu tiên trên thế giới. Vận động viên Paralympic người Anh John McFone đang trở thành tiêu điểm chú ý của báo chí khi anh là người khuyết tật đầu tiên được cơ quan vũ trụ châu Âu cho phép tham gia các sứ mệnh không gian trong tương lai. Trong khi sự nghiệp đang lên cao thì John McFone gặp phải tai nạn phải cắt bỏ chân phải phía trên đầu gối, vụ tai nạn đã khiến ông rơi vào thời kỳ đen tối và mất động lực trong một thời gian. Hiện tại, John McFone đang bắt đầu một thử thách mới với tư cách là phi hành gia khuyết tật. Cách đây 3 năm ông đã tham gia một nghiên cứu của ESA nhằm xác định xem những người khuyết tật có thể làm thành viên phi hành đoàn đầy đủ trên trạm vũ trụ quốc tế được hay không. Trước khi để trở thành phi hành gia, anh đã phải vượt qua các bài kiểm tra nghiêm ngặt, bao gồm việc thực hiện quy trình khẩn cấp trên quỹ đạo và thích nghi với trọng lực vi mô, giúp ông đủ điều kiện tham gia các sứ mệnh không gian trong tương lai. Quá trình đào tạo của ông cũng đánh giá tác động của trọng lực vi mô lên mật độ xương và sự phân phối chất lỏng, những yếu tố có thể ảnh hưởng đến độ khít của các bộ phận như chân tay giả. Anh John McFone chia sẻ hy vọng câu chuyện này sẽ truyền cảm hứng cho những người đang phải đối mặt với những thay đổi lớn trong cuộc sống, cũng như nỗ lực tìm kiếm đam mê và mục đích để vượt qua những thách thức có ý nghĩa vô cùng quan trọng.